Kính chào các bạn học viên. Hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách truy cập vào website Kế toán Việt Hưng để chúng ta tìm hiểu về khóa học kế toán sản xuất có thương mại và dịch vụ. Các bạn truy cập vào website ketoanviethung.vn. Khóa học kế toán, chúng ta chọn học kế toán doanh nghiệp do khóa học mà các bạn cần tìm hiểu là khóa sản xuất thương mại dịch vụ thuộc khối doanh nghiệp. Các bạn kéo thanh cuốn xuống bên dưới, chúng ta tìm đến khóa học kế toán sản xuất có thương mại và dịch vụ. Tôi click vào khóa học. Khóa học sản xuất thương mại và dịch vụ là một khóa học bao gồm 3 lĩnh vực. Thứ nhất là sản xuất, thứ hai là thương mại và thứ ba là dịch vụ. Công ty sản xuất thương mại dịch vụ thường sẽ là các công ty về sản xuất may mặc hoặc là sản xuất cơ khí. Ví dụ như là công ty về sản xuất may mặc thì chúng ta sản xuất ra một thành phẩm, sau đó các bạn sẽ bán thành phẩm đó đi. Ngoài ra các bạn mua thêm các hàng hóa khác về bán kèm cùng với thành phẩm mà công ty sản xuất. Dịch vụ nằm trong công ty thường thì sẽ là các cái dịch vụ tư vấn, thiết kế. Đó là loại hình kế toán sản xuất có thương mại dịch vụ. Thì như vậy các bạn đã truy cập được vào nội dung của khóa học kế toán sản xuất thương mại dịch vụ. Đối với khóa học này thì Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn tổng hợp tất cả công việc của kế toán, bao gồm hạch toán, cập nhật các số dư đầu kỳ, khai báo các danh mục liên quan như là danh mục kho, vật tư, hàng hóa hoặc thành phẩm. Đối với phát sinh trong kỳ thì hướng dẫn cho các bạn hạch toán các hóa đơn mua vào, bán ra liên quan đến các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ. Hạch toán lương, nhân công, làm hồ sơ lương, hồ sơ nhân công, bảng chấm công. Hướng dẫn các bạn hạch toán trích lương, trích bảo hiểm, chi lương, chi bảo hiểm. Hạch toán mua mới công cụ, dụng cụ, mua mới tài sản cố định trong kỳ. Hướng dẫn hạch toán phân bổ công cụ, khấu hao tài sản cố định trong kỳ. Đối với sản xuất thì đặc biệt là hướng dẫn cho các bạn về cách khai báo định mức, lập lệnh sản xuất, phiếu xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh, phiếu nhập kho nguyên vật liệu từ lệnh hoặc các phiếu xuất nhập không theo lệnh sản xuất. Các bạn click vào chữ xem thêm để chúng ta xem thêm những nội dung. Ngoài những nội dung mà tôi vừa nói trên thì Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn về cách tập hợp chi phí tính giá thành cho hai mảng sản xuất và mảng dịch vụ. Bởi vì khi phát sinh doanh thu thì sẽ phải phát sinh chi phí. Riêng phần thương mại thì sẽ không cần phải tính giá thành, vì thương mại thì chỉ thể hiện mua vào và bán ra. Lúc này các bạn chỉ cần thực hiện tính giá xuất kho là phần thương mại sẽ thể hiện được doanh thu và giá vốn. Còn riêng đối với sản xuất và dịch vụ thì chúng ta phải tập hợp chi phí tính giá thành cho hai mảng. Và các bạn cần phải phân biệt rõ chi phí của mảng sản xuất và chi phí của mảng dịch vụ, tránh trường hợp các bạn tập hợp nhầm chi phí. Khi quyết toán thuế thì chúng ta sẽ bị gạt chi phí ra, nên các bạn lưu ý. Cuối kỳ thì Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, cân đối kho công nợ, đối chiếu, cân đối chi phí để tập hợp chi phí tính giá thành và lên báo cáo tài chính, lập tờ khai quyết toán các loại thuế như là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Cuối cùng thì sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách in sổ sách, sắp xếp các hóa đơn, chứng từ một cách khoa học và hợp lý nhất đối với mô hình sản xuất thương mại và dịch vụ. Đó là nội dung mà Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đối với khóa học này thì Kế toán Việt Hưng sẽ có các hình thức học với các mức phí dao động từ 1.8 triệu đến 5.4 triệu. Để hiểu rõ được cái mức phí này như thế nào thì ở phần hình thức học các bạn click vào chọn một trong các cái tùy chọn hình thức. Ví dụ các bạn chọn hình thức giáo trình online chính là hình thức học 1 kèm 1 online thì học phí của nó là 5.4 triệu. Còn học theo lớp online tức là một giáo viên dạy từ 5 học viên trở lên thì học phí là 3 triệu. Còn tự học sẽ là 1.800.000. Đó là mức học phí sẽ được dao động từ 1.8 triệu đến 5.4 triệu. Các bạn lưu ý. Còn trong trường hợp mà học trên giáo trình riêng, tức là học trên hóa đơn chứng từ của học viên thì học phí nó sẽ khác. Thì lúc đó các bạn cần gửi chứng từ qua để Kế toán Việt Hưng xem, cũng như là email cho các bạn về nội dung cụ thể khi mà học trên chứng từ của học viên.
Về hình thức đào tạo của Kế toán Việt Hưng thì Kế toán Việt Hưng chủ yếu đào tạo kế toán online, tức là một giáo viên hướng dẫn một học viên hoặc một giáo viên hướng dẫn nhiều học viên bằng cách là giáo viên gọi điện nói chuyện qua Zalo, còn truy cập vào máy tính để thao tác hướng dẫn cũng như là nhìn thấy học viên làm thì bằng cách là sử dụng phần mềm UltraView, phần mềm điều khiển máy tính từ xa hoặc là sử dụng TeamViewer. Phần mềm mà các bạn sử dụng sẽ là phần mềm kế toán Visa, Fast hoặc là các phần mềm đặc thù mà doanh nghiệp các bạn sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng phần mềm HTKK thuế để lên tờ khai thuế cũng như là báo cáo tài chính. Tất cả các phần mềm học thì các bạn có thể tự setup hoặc Kế toán Việt Hưng sẽ cài đặt cho các bạn. Khi các bạn đã tìm hiểu được đầy đủ nội dung của khóa học, nếu như chúng ta muốn xem là giáo trình của Kế toán Việt Hưng bố cục ra sao thì các bạn click vào xem giáo trình online. Lúc này chúng ta chưa có tên đăng nhập và mật khẩu, các bạn không cần login mà chúng ta chỉ cần vào các khóa học, chọn khóa học kế toán doanh nghiệp, chọn kế toán sản xuất, chúng ta chọn sản xuất thương mại dịch vụ vì ở đây các bạn đang tìm hiểu về khóa học kế toán sản xuất thương mại dịch vụ. Đối với phần xem thử giáo trình thì các bạn chỉ xem được thử phần 2 và phần 3. Tôi ví dụ tôi click vào phần 3, click xem nội dung. Đây là các hóa đơn chứng từ để các bạn hạch toán lên phần mềm kế toán. Muốn xem chứng từ nào thì các bạn click xuống chứng từ đó để chúng ta xem. Ngoài ra thì Kế toán Việt Hưng có video hướng dẫn cụ thể cho từng hóa đơn. Trong trường hợp các bạn học xong nhưng mà quên, trong quá trình học chưa kịp ghi chép lại thì các bạn có thể nghe lại video. Thì các bạn click vào play. Muốn mở to video thì chúng ta nhấn vào góc trên bên phải của video để chúng ta xem. Muốn thu nhỏ thì các bạn nhấn phím ESC trên bàn phím. Không muốn nghe nữa thì các bạn click đóng lại. Trở về giáo trình, chúng ta chọn sản xuất thương mại dịch vụ. Đây là bố cục của giáo trình Kế toán Việt Hưng. Trong mỗi phần thì có rất nhiều các hóa đơn chứng từ để cho các bạn hạch toán ít nhất là 3 tháng hóa đơn chứng từ, đầy đủ các nghiệp vụ từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo tài chính. Ngoài ra thì Kế toán Việt Hưng cũng hướng dẫn cách cài đặt phần mềm và cách tạo dữ liệu kế toán mới, các bạn có thể xem. Đó là bố cục giáo trình của kế toán sản xuất có thương mại dịch vụ. Khi chúng ta tìm hiểu kỹ về khóa học rồi, muốn đăng ký học thì các bạn click vào chữ đăng ký học. Tại phiếu đăng ký học các bạn điền các thông tin chính, họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Sau đó các bạn click vào đặt hàng. Với các thông tin này để sau này Kế toán Việt Hưng sẽ hỗ trợ cho các bạn trong suốt quá trình các bạn làm việc. Có vấn đề gì cần hỏi hoặc trao đổi thì các bạn liên hệ đến Kế toán Việt Hưng để bên mình được hỗ trợ cho các bạn. Từ đó kiểm soát các thông tin được dễ dàng hơn. Do đó các thông tin khi mà chúng ta khai báo thì chúng ta phải điền đúng, chính xác. Cách thứ hai để đăng ký khóa học, các bạn có thể vào website làmketoan.vn, click vào chữ đăng ký học và chúng ta cũng điền đầy đủ các thông tin, họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email và địa chỉ và chúng ta chọn khóa học tương ứng là sản xuất thương mại dịch vụ. Sau đó các bạn click vào đăng ký ngay là được. Như vậy là Kế toán Việt Hưng sẽ có hai web, một là ketoanviethung.vn, hai là làmketoan.vn để cho các bạn vào tìm hiểu khóa học và đăng ký. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về khóa học kế toán sản xuất có thương mại dịch vụ tại Kế toán Việt Hưng. Hy vọng sẽ được truyền đạt các cái kiến thức thực tế đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn thành công!